cho quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ở ngoài những cái khu trà lá ngoài giữa đồng đó nha. Thì hôm nay mình muốn quay trở lại tìm cái trà lá mà bữa hổm mình đã gặp cô gái. Họ nói là họ bị kẻ gian ăn trộm mộ của họ, cũng như là lấy những cái món đồ của người thân gửi cho họ lúc họ mất đó các bạn. Thì cái tập đó mình cúng kiến cho họ, nhưng mà họ ngại, họ không có gan. Thì hôm nay mình quyết định trở lại đây để tìm cô gái đó, xem thử hôm nay có duyên gặp được họ hay không. Hôm đó mình hỏi họ có muốn đi về chùa hay không thì họ có trả lời cả nha. Họ kiểu như nói chuyện không được, nhưng mà cái biểu hiện của họ ra dấu mình hiểu. Rồi không biết lý do gì tập cuối mình cúng kiến cho họ rồi họ không có ra hưởng luôn cả nha. Thì giờ này mình đến đây cũng chiều rồi. Hôm nay rất may, buổi sáng thì mưa các bạn, mưa rất là lớn luôn, buổi chiều thì ấm lại cũng đỡ. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển đến trà lá bị bỏ quên để tìm cô gái đó. Thì quý anh chị và các bạn và cô chú nhớ cho mình xin mỗi một người một like nha cả nhà, đừng có tiếc chiên like ha. Một like đó là một cái động lực để mình cố gắng đi ghi hình cả nhà. Thì hổng gài á, mình không có ra clip một bữa là lý do mình bị bệnh các bạn. Thì hôm nay mình cũng hơi khỏe khỏe lại rồi, sáng mới đi khám bác sĩ, bác sĩ mới chích được một mũi rồi. Hổng gài sốt nó kiểu như ở ngấn là lạnh quá trời luôn, tay thì bị lát nữa. Cái này bị lát hay sao, lúc đầu nó có một nhỏ xíu các bạn, bây giờ nó về nè. Rồi sáng nay mình nhiễu sáp đàn kề vô cho nó kháng lại. Trời ơi, nhiễu vô đã ngứa hết sức các bạn. Thì các bạn nào và cô chú nào mà mới biết kênh của mình á, thì vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký kênh miễn phí ha, hoàn toàn miễn phí, để mỗi khi mình đăng lên YouTube quý anh chị và cô chú và các bạn xem ủng hộ mình ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Ở phía bên đó mình thấy hình như là có một anh nông dân đang cuốc để trồng hoa màu các bạn. Để mình đi qua bển mình hỏi thăm anh vụ này trồng có trúng hay không ha. Chắc chắn là trúng rồi, nhưng mà giá cả thì trời mưa ai cũng trồng được, thành ra đồ nó hơi rẻ. Nam hay là nữ vậy trời? Nửa giống nam nửa giống nữ các bạn. Chắc có thể ở đây người ta mới thu hoạch dưa leo vừa xong các bạn. Còn mấy cái đỏ đỏ này là sao ta? Mấy cái cọng dây giống như cái đợt mà dịch Covid đó các bạn. Họ quấn quấn lại làm gì trời? Đất này mình nghe nói của mấy ông nhà nước mua rồi, mấy ông tư nhân chứ, mà mấy ông mua số lượng lớn á. Rồi bà con đây tận dụng để trồng đồ khu vực cấm vào ghê. Hò gào ở đây nè các bạn, không lẽ ở đây có gì trời?
Mình cuốc trồng cái gì vậy anh? Khoai lang hả? Dạ. Ở bên đó em thấy họ gào cấm vào rồi là sao? Đó. Cái đó. Rồi người ta gào mấy cái cọng dây mà giống như dịch Covid một lần mấy ông ổng vậy hả? Ừ. Gào đừng cho mình vô hả? Ờ, cũng như là cái biểu hiện của họ gào vậy là đừng cho con chim vào hả? Dạ dạ. Trời ơi, lạ thì chứ. Mình vừa nó mọc lên bắt đầu nó sợ nó mổ, mổ ngang à, nếu mà họ làm vậy là con chim nó không vào hả? Dạ dạ. Trời ơi, tưởng đâu giống cấm người ta vào chứ không phải ha. Không phải. Nó cấm là người ta để chữ rồi. Ừ. Mà họ lấy cái cọng dây đó là dây ngày xưa gào Covid đó. Dây này hả? Ừ. Người ta làm mà cái lỗ á. À. Ừ, nó lấy. Được rồi. Ta làm biển báo cấm không đi vào ha. Ừ. Rồi mấy ông mình lấy về gào đây. Ừ, cái đó là bậy á, cái đó là sai. Ừ, làm rồi. Sai. Làm vậy sai ha. Rồi con chim vào không? Khi nó thấy nó là lạ, nó tưởng rắn. Nó bay. À, nó tưởng rắn nó cũng hớn hả? Ừ. Không thịt rắn. Dạ. Thấy là mày chuyện mưa cả là tôi cũng muốn sợ nữa. Sợ không? Từ cơn rồng xuống. Trời chuyện mưa xuống mình thấy mình cũng ớn ớn nè hả? Lạ ha. Ở đây mình trồng vụ vừa rồi được cái bán được cái vụ gì? Dưa leo hả? Dưa leo hả gì? Dạ, dưa leo. Mười mấy ngàn. Mười mấy? Mười mấy à? Mười ngàn trắng hả? Dạ. Mười ngàn trắng là mình có lãi không? Không có lời vậy đó. Nó thấy nó đủ sốc. Ừ. Nhưng mà làm vậy có ai mướn mặn đi mặn vậy. Đi mặn kiếm thêm á hả? Kiếm thêm tặng mua gạo. Ừ. Chứ không có tiền xây sở mà trong gia đình thiếu hụt á. Ừ. Mà nó bằng... Nếu mà mình kiếm tiền mình mua lá cũng được vậy. Mua dạ. Lá rồi tiếp hụt gạo. Không, dạ. Không có gạo mà ăn. Còn đất mình ở đây là ngày xưa của mình hả? Đất của người ta. Của người ta. À, cũng như là người ta đã mua rồi. Bây giờ mình xin trồng không miễn phí hay sao? Dạ. Mình có đóng thế là thời gian đó bà ở đây không có đóng nữa. Không cho đóng nữa. Cũng như là chủ chủ đất người ta miễn phải không? Ừ. Người ta mua ở đây rất là rộng phải không anh? Rộng. Ừ. Một. Bà ngang đó. Bà... Như vậy là một chủ một quá hả? Chủ một đó. Ồ, đất giàu quá. Rồi hiện giờ người ta cho bà con trồng miễn phí. Dạ. Ừ. Thời gian đó mình đóng cho người ta thôi, rồi sau thì người ta không cho đóng nữa. Có đóng không? Thời gian đầu có đóng không? Thời gian đóng. Bây giờ người ta không cho đóng nữa. Thời gian đầu đóng năm nhiêu? Dạ, bao gạo vậy đó. À. Người ta sẵn thế vậy đó. À. Rồi mình đóng với người ta nói thôi, phải. Đừng đóng nữa cháu ơi. Cháu có nghèo đóng rồi lấy gì gạo lúa đồ mà con ăn. Dạ. Dạ vậy đó con cảm ơn bác nhiều nhé. Bà đó là bà phụ nữ hay là đàn ông? Phụ nữ. Ờ. Rồi bán đất cho ông này á, người kinh ở chợ đây nè. Ừ. Chứ mình đâu có ai muốn mặn đi mặn không muốn thôi chứ mặn nhà nó vậy đó. Không rồi mình trồng. Mình trồng vậy là bổ đồng nè, cái vụ một miếng rẫy của anh vậy anh trồng anh thu hoạch anh bán một vụ tính ra một ngày mình làm được nhiêu tiền á? Anh mặn có ngày có 200 mà. Anh đi mặn người ta ngày 200 hả? Dạ. Còn nếu mình trồng đồ vậy mình ngày một ngày mình kiếm được 200 không? Nếu mình có bán mình tính ra cái công dạ, mình làm á. Bỏ đồng ra đó ăn uống còn được có 200 có 150 có. Cũng như là mình trồng đồ rồi mình bán ha. Dạ. 200 có 150 có. Ừ. Đâu có dư giả gì đâu. Dạ, vậy là cũng giống như mình đi làm mướn vậy ha. Dạ. Ừ. Chứ khi người ta kêu mặn á, mình mừng chết rồi cái cậu người ta kêu cho mình mặn vậy. Phát tiền mình mua gạo gì ăn. Thường thường là anh làm nghề gì? Khi tôi mặn bả nó mặn. Người ta mướn hả? À. Mướn á. Người ta mướn mình làm cỏ. Ông già đó. Ông già trồng rẫy ha. Ông cho mình 200 ngàn đấy. Con đem tiền mua gạo ăn đi. Ừ. Dạ, ổng cũng trồng rẫy nhưng mà ổng khá hơn anh ha. Không có, ổng không trồng rẫy, ổng là người là mặt thầy chùa thôi.
Thầy chùa hả? Thầy chùa ở bên đây nè. Dạ. Dạ, ổng thăm vang đi nè, ngồi chỗ chỗ đó đó, gãy ổng cái cây cái điệu không đó. Ờ, gãy ổng đó đó hả? Dạ. Có cái vườn gì đó phải không? Ừ, vườn cái đó. À, thấy thấy là mồ mả không hả? Ừ, mồ mả không đó. Đất đó đất mồ mả của ổng hả? Ừ, đất ổng đó. Ừ. Thì ổng đi quét ba rác gom lại sạch sẽ đó. Ổng đi xách hàng cái hỏi cháu bằng cho anh ta vậy. Dạ. Dạ. Ổng móc tiền ra cho 200. Anh ở đây anh tên gì để lần ừ. sau em có phát quà rồi em xách lên đây dạ, cho anh một phần. Tên Ghi. Tên Ghi hả? Thạch Ghi. Thạch Ghi nhà ở gần đây không? Nhà anh hỏi đường trên đây này nè, đường trên đây rồi có cái tập quá người ta bán phim đây, rồi có cái bàn á, cái đường hẻm, đường đa nhỏ. Anh hỏi nhà là nhà. Qua ông cục chân chút tới không? Hỏi, hỏi chút. Hỏi chút ha. Ừ, hỏi chút rồi. Nhà ba đó. Anh dạ, à, ngay nhà ba ha. Ừ. Chỗ cái dòng xáy anh chạy vô. Dạ, vô đường đa nữa ha. Ừ, anh hỏi nói tên Ghi. Dạ, tôi tên Thạch Thị Lan. Thạch Thị Lan ha. Dạ. Thạch Ri. Dạ. Vậy đó. Dạ. Rồi đó, hỏi xong đó người ta biết rồi. Dạ. Em cho anh một phần quà cũng như là gạo với đồ ăn vậy đó, dầu dạ. nước mắm hay là mì tôm vậy đó. Dạ dạ. Ha. Dạ dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ. Hỏi cho biết đừng tới đó mới biết đường sách lại. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình làm ở đây rồi những cái món đồ hoa màu của mình là không có sợ mất sao? Tới cái lúc mà khi nó thu hoạch đó. Khi mà người ta thu nghiệp á, xong người ta không có bẻ đâu. Ừ. Người ta xin á, có chủ xin nó ở giờ thấy đẩy chú chồng cũng cực khổ, tương biết cũng cực khổ, thân bón cũng mất. Bây giờ cháu có chú đi á, cháu xin là nếu mà con không có tiền á, con xin chú cho hay không, là tôi quyết định tôi cho. Ừ. Là mía chừng nào nó trưởng thành á, trao lên tự nhiên bẻ ăn. À. Không có nói vậy, không có tiếc gì đâu anh ơi. Mía đường ha. Dạ. Trời ơi, tôi cũng như là hỏi xin tiếng là được hết. Ờ, xin đây. Rồi nếu mà không có tôi đi á, chú phải xin ở Phước Mặt Mài. Dạ. Là xin đi. Vậy hả? Xin ông bà Phước Mặt Phước Mài đây ha. Dạ. Xin đi. Ở đây lên luôn. Không lên anh á. Ở đây là mình bẻ bẫy á là sợ mang tội đất trời á. À, mang tội đất trời ha. Ừ. Còn cái mà mình mà đêm xuống á, đêm xuống anh có khi nào dám ra ngoài này không? Hả? Đêm xuống anh có khi nào dám ra khu vực này không? Em thấy mồ mả cũng còn nhiều lắm phải không? Ừ, mồ mả vậy nó không nhát á. Mồ mả quen phải không? Ở ừ. đây nè. Ừ. Đi ta lấy cốt rồi. À, lấy cốt rồi hả? Lấy hết hả? Ừ, còn cái vòng này nè. Còn một cái phải không? Lấy. Ừ. Chỗ bị lấy rồi đó. Còn trên kia là có ai bị nhát không? Không. Không bị nhát. Nhà mấy người ở nhà gần đó ta nói có ma cục gì? Thấy mà ta thấy bắt đầu thấy luôn hả? Ừ, ta cho thấy thôi chứ đâu phải nhát gì. Ừ, đâu có nhát mình đâu. Trả mạng cho tôi nghe nói vậy thôi chứ vậy hả? Ừ, nhà gì đó hồi xưa á. Ừ. Mà mấy năm nay là người ta thấy phải không? Thôi năm rồi, năm rồi năm kia người ta thấy ma cục cái đầu hả? Ừ, cục đầu đi tới nhà ổng. Trời. Bà dặn bà lấy cái gạo lấy muối bà đuổi. Vậy hả? Ừ, đuổi đi luôn, đi mất tới giờ không thấy nữa. Lại tới nhà của người ta đòi trả đầu hả? Ừ. Thấy đầu okay. Hay không đó. Nghe nói gì thôi chứ tôi không biết đâu. Cái người mà bị hồn me mà mực cục cái đầu vào nhà là người Khmer hay là người Việt anh? Người lính anh. Hả? Lính hả? Lính. À. Đó. À. Không biết mã ở đâu mình không biết. Không biết ở đâu. Nào mình không biết ở đâu. Mà lại ở đây đòi. Ở lại đòi. Lại đòi mình không lẽ ông bà làm chứng thôi, mình không biết. Không lẽ ông bà kiếp trước của họ có làm sai trái cái gì đó, ví dụ gì đó rồi tới đời con cháu đâu biết gì đâu. Dạ bởi vậy. Thì ổng nói đi lính, anh là người như vậy, tôi là người lính bị người ta lấy cái đầu tôi rồi. Vậy hả? Hồi xưa. Cắt cái đầu luôn. Cắt cái đầu. Thầy dữ dằn lắm mà. Cái ông mà được ma lại tìm á hả? Ừ, ông nó chết rồi. Nghe nói chết thì chết lâu lắm rồi. Chết rồi luôn. Ừ, ông chết là chết. Ừ. Năm một tháng rồi. Ừ. Lâu lắm rồi. Nhưng mà mấy năm kia là lại đây đòi. Ừ, cái hồn nó chưa có phát tán được. Chưa có đi siêu thoát được. Ừ. Chết quen á. Ừ, chết quen á. Ừ, chết quen khó đi siêu thoát lắm anh. Ừ, để chôn rồi, tôi nghe nói cầu cái hồn lên á. Cắt đầu luôn á, nghe người ta nói
Vậy hả? Kể mấy ông kể kể lại mình nghe, hồi lúc mình còn nhỏ mình kể lại, kể lại tôi còn nhớ vậy. Dạ. Cái đó vui, đừng có làm gì đó ác. Bởi vì thầy ta xin rồi mình không cho kể. Chặt đầu lấy rồi đọc niệm thành kinh gì đó, thành chú hả? Ở thành chú mình hạ cái xác xuống đất bằng lấp lên. Ừ. Lấp ở luôn. Ừ. Hay lắm. Ừ. Đó, linh lắm á. Bây giờ hết linh rồi, bây giờ chết rồi, thầy cũng chết rồi. Ông thầy chết luôn ha. Ừ. Chết là già. Ừ. Sau đó nó ma nó giật ổng. Phải không? Nghe tao nói thôi. Cũng như là ông làm thầy pháp rồi ma bị ma, sau này về già bị ma giật chết hả? Già mình yếu á. Yếu nó giật mình chết. Ừ, giật mình chết. Mình còn mạnh một dạng đó không dám đâu. Đó là kêu bằng sanh nghề tử tử duyên nghiệp á ha. Hồi đó là nghe người ta nói là ở trong cái gì, cái rừng đó nó khi đó cái vu cái ở đâu anh? Rừng nào? Không à, bờ bển á, thì bờ. Bên đây phải không? Bờ đó. Bên kia một chút. Ở sân sân bãi á. Dạ dạ. Rồi nghe đó chặt cái đầu ba cái buộc, cái đầu buộc cũng tóc lên. Treo lên như là cái tổ chim nhưng mà nó làm cái nhà thôi. Dạ. Chặn 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 nghe người ta nói thôi chứ tôi không biết gì đâu. Thầy La Giang này nó nghe tới rồi con quả lại nó mổ ăn thịt hết móc mắt ăn hết còn lỗ cái lớp lớp người ta nói thôi. Còn cái hộp sọ không à? Ừ. Xương không à? Xương không à? Còn xương. Ừ, còn cái xương sọ. Tóc không? Bên ngoài. Ở bên ngoài ăn trên. Ừ. Nghe người ta nói chạy rồi tới. Anh đi mần đẩy á, mày hồi xưa mày dám đi hả? Con còn nhỏ con đâu có biết trời trăng gì đâu, đi làm vậy. Rồi nó nhát mình sao? Ừ, hồi đó mày đi bằng ngày nó mới nhát mày. Le lưỡi nó nhăn răng rồi nó gên nó trả mạng cho tôi, mình có biết mẹ nó trả ai. Biết đâu mình trả. Là mấy người đó họ bị nhát vậy ha? Ừ, người ta đi đẩy tại đó, đi đẩy á. Nhưng mà anh thì không bị hả? Không bị tôi cái hạn, nhưng mà mình từng có nhát rồi, nhát một thời gian nó làm con heo rồi làm con trâu con bò tôi rượt đó. Tôi đang gánh ba cái thùng gạo lậy gánh tưới ra đây. Lúc mấy giờ nhà ban đêm? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng ha. Ừ. Nó lại nó làm con bò. Tới đồ mẹ con bò ở đậu rồi mà nó đứt dây rồi nó ăn bông lại của người ta vậy. Đuổi nó không đi, đuổi nó đi. Mình đuổi nó gượt mình rồi đó, mình giờ quay lại lấy cái đạo khánh quánh nó đạp nó hụt nó chạy xong vô cái chòm mà đó lấy cái chân nhang bẻ cái gì đó cái gì một thế này giờ dài đó tỏ gì cũng được á. Dạ. Cầm ngay cái đậu nằm đó không chứ thoát được. Anh cầm luôn hả? Ừ, cầm. Tôi không biết mà tôi nghe ông già thấy nó nhát mày hoài đó, mày lấy nhập vô trong cái hàng đó, cái hòm đó, bắt đầu cái bà đó mày cầm ngay cái đầu nằm đó như đó. Sao bằng đêm mày nó ngủ mình ngủ bắt đầu gọi là lại xin lỗi chua cho tôi, cháu xin lỗi và cái anh cho tôi xin lỗi đi, tôi lại nhắc anh rồi, tôi lại thấy anh người thật thà cái hậu cho nó rồi mai mốt anh đừng có nhắc tôi nó nghe. Dạ tôi đi sáng sớm tôi quay lại đi tới nước rồi bắt lại tôi quay lại lấy cái cọng đó rút lên siêu thoát được. Siêu thoát được liền hả? Ừ, không bao giờ nhé. Là ngôi mộ đó gần đây không? Mộ đó mộ thấy nó nằm nghiêng bên đó cũng còn á hả? Còn mà nứt ở trước á. Mộ bia đó nứt. Vậy nè, là anh thấy lúc mà anh ngủ anh thấy vong hồn đó người lớn tuổi không? Lớn á. Phải nhiêu tuổi? Chừng bảy mấy. Bảy mấy mà nam ha? Xưa. Nhưng mà bây giờ đâu. Ông già đó không? Ông già xưa ha. Ông già xưa. Người kinh á, chứ không phải là người Khmer, đâu. Người kinh ha. Dạ, người kinh. Chắc ông giỡn với anh quá. Chắc giỡn anh, giỡn với tôi rồi. Dạ. Tôi thấy ông biến lại nhỏ xíu mà như nít chứ. Thực tế là ông ấy tôi hỏi năm nay chú mày bao nhiêu tuổi rồi. Đó hồi xưa tôi bảy mấy tuổi hả? Bây giờ tôi trăm mấy đó. Ông nói vậy ha? Vậy là cho cháu xin lỗi với chú nha. Con nhỏ xíu mình gọi người ta chú là. Giờ hồi đó mình không biết cái nít mình không biết. Như là con cháu thôi. Lúc mình nằm trong bao mình thấy ha? Ngồi cái hồi mình nói vậy rồi nó rồi để cháu đi chút đó cho chú xin khó. Rồi chú đang lúc chú đi chú nhắc người ta nha. Cảm thấy là chú không biết đổi thay được cho chú. Rồi còn biết
tôi đi rút lại đó. Ừ. Hết nhát luôn á. Dạ như anh cầm một cái cây đúng không? Ừ, cái cây khúc này. Cây cỏ thôi đứa đó. Ờ, cọng cỏ cũng được. Cỏ này nè. Ủa, cọng cỏ cũng được đó hả? Được á. Trời trời. Ừ. Ôi ôi. Vương vương cái là khỏi siêu thoát luôn hả? Ừ, không khỏi. Được. Thường thường em nghe nói là độ đầu đũa ăn mà cái này cọng cỏ vẫn được. Được. Cái này mới hay chứ. Mấy người ta bán để nó cuốn luôn cái vòng vòng mã đó cho nó đừng có ăn như vậy, tội lỗi với người ta. Đuông nó ăn ăn trên đó, không phải ăn dưới. Con ma đâu, ma nó nằm dưới á. Ừ, buông nó nó nằm khơi, mình đừng có cuốn vậy đó, đào con mã ta, ta thấy ta buồn lắm á, nó giận nó chửi anh chết á. Mang cái tội kiểu như mình đào đuông ăn. Ừ. Đặt cái vô giờ cái lún khoai vậy mình đào ra cái đầu phần mộ người ta dưới là mang cái tội kêu bằng lấy mộ á. Ừ, đào mộ người ta đó. Đào mộ á. Đào mộ người ta đó. Dạ. Vậy là cái lúc tháng nắng em thấy cho, trong những cái khu mộ bằng đất đó là họ đào lung tung beng trên mộ là mấy ông đó đó hả? Ừ, đào đó là đào lung tung beng đó đó, đào tầm bậy tầm bạ. Ờ, tội chết luôn á. Bán cho anh ta ăn, mang tội mình nữa. Ừ. Một, mang tội, hai nữa mang tội, là cái đào mộ mã anh ta. Ừ. Con ta thấy ta buồn lắm á. Dạ. Đúng rồi. Chứ anh đừng có làm ăn gì đó, chẳng thà anh nhiệt tình, anh ăn nói nghe thẳng mà anh cứ đào chỗ nào cũng đào đấy. Trên bờ trên ruộng với đào đấy. Ừ. Gặp với đào không có gặp thôi. Ừ. Không có ăn không có thôi đừng vậy. Ừ. Không bao giờ đi cuốc chỗ cho mã của người ta tội rồi. Dạ. Chứ thấy vậy là tới bây giờ tôi hồi xưa tôi cũng đi bắt gắn vậy nghe. Ừ. Thổ gắn gì cũng bắt được mà chỉ là con cóc một con tôi sợ cóc. Cóc hả? Ừ. Sao anh sợ? Thấy đây, cái mình đó. À. Nhắm chám đó. Ừ, không dám đụng đó. Không dám đụng. Gắn gì cũng bắt được, gắn hộ có gì bắt được. Mà sau này á, vợ tôi nói gặp tôi rồi, ông bỏ nghề đó đi, gắt kiếm đi. Tới vợ tôi bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ hai mấy bà. Mình không bắt luôn. Bạch Nam thấy bờ ngang nó không đậm. À, để cho mày đi đi. Cho đi đi. Ừ. Tha tội mày. Dạ. Hồi xưa mày chết với tao rồi. Bắt là mình đem về, về mình hầm bán. Luôn. Hầm ăn hay là bán luôn hả? Bán mình lúc đó nghèo quá. À. Nghèo khổ lắm chứ. Hồi đó mần tập đoàn ấy, không đủ ăn ấy, rồi đi lượm mót ba cái củ khoai của người ta, củ nhà nhỏ dạ. Ta cho thêm 2-3 ký đem về mình nấu ăn, ăn trộn cơm ấy. Cơm như là ví dụ một lon gạo mình nấu khoai với gọt ấy, bỏ vô nồi cơm ăn. Trời ơi. Vậy nó khổ lắm á. Có khi người ta đốn bắp á, cái chặt bắp rồi, ta bắp nó bị nó 2-3 hột, 5 hột đó rồi chuột nó ăn á, bắt xin ta cho thêm 20-30. Dạ. Ừ, nguyên á, còn mình á, cái đó mất tự nhiên. Cái gốc mía á, người ta chặt rồi, còn cái dai đó, xin ta chặt, hút, bỏ, về rửa sạch, nhai ăn. Xưa khổ quá ha. Ừ, khổ vậy thôi xưa. Ừ. Hồi đó ăn, nghe tới đó ăn ba ba vậy đấy, cái đó là hồn. Bây giờ thôi, hồi xưa tôi bị rồi, tôi chạy trường lớp hết trơn rồi. Nằm... tôi sinh ngày chân là năm Mậu Thân đó. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 59. 59 tuổi. Vậy là có ăn bo bo rồi, có ăn pha lan pha mì rồi hết hả? Bo sau này thôi anh ơi. À. Vừa giải thoát rồi mới ăn bo bo đó. Ừ. Chứ hồi xưa tôi ăn pha lan trộn cơm không? Có cơm đó hả? Có cơm gạo có một lon chia nhau ăn á. Nó độn. Độn vô. Độn pha lan pha mì vô. Ừ, rồi khi mấy bà kế bên đó nấu rửa nồi sạch sẽ đó, bà làm trời ơi nấu tấm heo ăn rồi tôi mừng nó rồi con hỏi làm gì không có hỏi vậy thôi tại vì sao bà rửa chi sạch như vậy heo ăn hả rửa sạch đó con sau này con nếu mà có cái tội với con cái đổi thay con heo người ta rửa sạch ra do cái gạo sạch sẽ cái nồi nó trắng người ta nấu sạch sẽ cho con ăn bậy bạ rồi bệnh rồi mình ăn thịt đó bệnh. Ừ. Bà kỳ đó giờ nấu chín này bắt đầu vô khô và nó để cho nó nguội lại thấy dòm không thấy ai giờ lấy cái tô cái chén nhỏ múc một miếng ông bà nấu cái cháo mà cháo trắng này cho heo ăn thôi chứ không phải nó sạch sẽ lắm múc một miếng đó, rồi đem về ăn ăn ơi đó. Khi em Út nó đi chơi bắn đạn cua ly với con mình tôi à, ở nhà đi kiếm móc ếch móc nhái móc gì bắt cá gì đó bán bà già bán đó, tới giờ là tôi chưa biết cái thân tôi nó khổ như thế nào vậy là chưa biết đó. Dạ vậy là mấy cái vụ việc mà
đồ ăn đồ uống của mình, đặt cái vụ mình đặt đặt cái vụ bây giờ mình ăn cơm á, chắc chiều cỡ nồi cỡ trong nồi vẫn còn, ngày xưa chắc đâu còn hả anh? Dạ hồi xưa không có nồi đó anh. Ngày xưa đặt cái vụ mình ăn cơm xong là hay là ăn cháo sạch luôn vét nồi hết chứ đâu. Khi mà anh chừa đã chết chừa không chừa chừa miếng á à. Đêm á anh ăn rất chiều á, giật cái là bà anh á, ông bà nói hồi xưa nói đừng có ăn, ủa sao như vậy bà nội, phải chừa phải chừa ta, người lính á chết á người ta nhịn đói cho khác như như con ở sống ở Trần gian đi, ví dụ người ta là lại tìm cái nhà đó, ở nhà nó có gạo hay không, có cơm hay không, ừ. Một hai hộp phải chừa ra một chấm thôi. Ừ. Rồi đó, tối người ta mở cái nồi đó người ta ăn. Ừ. Ăn mới có sức người ta đi nữa. Vậy là những vong hồn á ha. Ừ, vong hồn á. Dạ. Thứ mà không đói quá trời nó không có gì ăn á. Dạ. Chết. Rồi có khi nào có khi nào và dạ, có khi nào những vong hồn đó họ lục mà mình nghe không? Nghe. Nghe chứ. Tượng chuột á. Sao nó làm cái lỗng cổng không? Ở nghe cái rổ của ai vậy? Dạ. Gọi không thấy ai. À. Gió phức lên nó bắt lộ nó... Gió mát lên ha. Mát lại, tôi biết là gió mát cái lông tai lông chân mình nó rợn lên phải không? Ừ. Nó nổi da gà. Ừ, nổi da gà là tôi biết người ta vô nhà. Ừ. Người chứ không phải là ma. Người ta đói quá. Đói. Ừ. Cái khi trời mưa á. Cái đó là người luôn hả? Người thật luôn hả? Hả? Ma, 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 ma. Tôi đi đẩy cái khi là đi tới đâu tới chỗ đó là giận ốc rồi. Dạ hả? Ờ, nồi da cà nó không nhát mình. Ở đâu? Chỗ đó, chỗ đường đi á, đường đó. À. Đường đất. Ừ. Ừ. Miễn tới đó là ngộ nha, đi tới đó là giận ốc rồi. Ủa, chỗ cái đứa bạn đi tới thôi cả cái nhát rồi. Anh kia con, anh kia con. Không biết có, mình không biết. À, mình đi qua tới bên đó cũng giận ốc luôn hả? Ở chỗ đó, chỗ đó là. À, cháu. Ở chỗ đó. Ừ. Hai nay mình có thể đi anh tàn qua đó, anh chia sẻ cái ngôi mộ mà kìa, rồi anh lấy cọng cỏ anh ghim vô cái ngôi mộ của ông đó, anh đi ông chú đó, anh thấy anh vô trong cái dầu bự đó. Ừ. Anh đã thì dọn dẫm chim đi, anh đi thẳng nó có bằng lại người ta hàng đó. Ừ. Giờ mình thấy cái mộ đó là đúc bằng xi măng đó đó, bắt đầu. Ừ. Anh dọn cái bộ bia nó nứt ở trên giữa đó. Ừ. Đi đó anh ba chữ biết rồi, mà tôi không biết chữ đâu. Anh không biết chữ hả? Không. Màu mà có ai sơn gì vô trắng vô? Chưa. Bỏ bê vậy. Ta bỏ luôn hả? Ừ, bỏ bê. Người thân bỏ luôn. Ừ, người thân bỏ. Giờ không dọn nữa. Tội nghiệp quá, để em đi qua bển em thắp cho ổng nén hương đi. Ừ, đi đường này anh đi thẳng đi. Dạ. Đi đó anh lội nước anh lên bờ, đi bờ đi thẳng quẹo đó. Có cái bông lại đó anh lội vô đó. Có cái dầu đó hay cặp đó, cái bơ đó. Rồi anh đi thẳng đi. Không mấy anh dẫn em đi vào bển đi, hồi em gửi tiền cà phê cho. Được cái anh ơi, đi khi đi được á mà nè. Sợ trời mưa kìa. Mưa đang làm á hả? Ừ, làm đây nè. À. Dăm ba cái đập giờ rồi. À. Sợ gì giờ la hả? Dạ. Dạ dạ. La quá. Dạ dạ. Sợ bà. Dạ. Sợ vợ hả? Vậy thôi anh làm đi ha. Dạ dạ. Em làm tạm lên anh chút. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Cái này là mình trồng phải gì anh? Ồ, phải lan nhật giống như ở Duyên Hải với Mỹ Long ta trồng phải không? Dạ dạ, cái đó bán có giá. Dạ. Điên này lên được không anh? À dạ dạ. 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 Tính rủ anh đi theo. Cũng như là ảnh chia sẻ về cái gọi con rắn, ngôi mộ mà ông chú cho anh thấy cũng như là quá cái con bò đó các bạn, rồi ông anh người dân tộc ổng lấy chỉ có cọng cỏ vậy thôi nè, mà ông yếm trong cái đầu mộ ông cầm xuống vậy nè các bạn, vậy mà ông
71 tuổi, ổng về xin anh rút cái cọng cỏ ra. Chặt chà làm gì đó? Đã trồng chút dưa leo. Trồng dưa leo hả chị? Dạ. Ờ, mình trồng đây hả? Dạ. Ở đây với bên đó là một quá hả? Dạ. Còn ông xã đang làm cái gì? Đó, ông đang làm. À, ông dỗ quá trời luôn, ông sợ bị vợ gầy nữa. Rủ ông đi chơi một chút, ông nói đi hồi vợ tôi gầy à. Tôi sợ vợ dữ lắm. Để mình đi qua bên đây tìm cái ngôi mộ mà ông anh hồi nãy chia sẻ, ngôi mộ linh thiêng đó các bạn. Ở đây mình thấy bà con trồng đậu bắp rất là túng luôn đó nha. Ngôi mộ nào chạy. Ở bên đó thì có nhà người ta các bạn. Chắc có thể là ở bên đây. Có hai chú chó đang đứng dò mình luôn. Mà nó không có sủa, cũng đỡ. Ngôi mộ này mình cảm thấy mộ bia rất là lạ luôn các bạn. Nó nằm ở dưới đất ha, nhưng mà họ có khắc hình đó, con này mộ bia nào chạy. Ông nói nó tét tét cái mộ bia, cây dầu lớn lớn. Là đâu trời, còn ở đây là mộ tổ cả nhà. Ông nói ngay chỗ cây dầu, chắc có thể là hai cây dầu bên đây nè. Chim kêu quá trời. Rồi mộ này nè các bạn, mình thấy rồi. Dạ, ông bà cho phép con vào khu nhà mộ của ông bà để ghi hình ha. Con không có ý mạo phạm gì hết nha ông bà. Vô tới đây đừng gần người ta.
một này nè các bạn, phải không ta? Đúng rồi, thì ông nãy ông nói chắc mộ này quá. Khổ ghê ông Rư, mình kêu ông dẫn mình đi tìm cái mộ mà ông ngại các bạn. Vậy thôi bây giờ mình sẽ cắt cái phần di chuyển đây để mất nhiều khi mất thời gian á. Rồi khi nào mà gần tới ngôi nhà lá ở ngoài giữa đồng kia rồi mình gặp á cô gái đó các bạn, rồi mình ghi hình tiếp. Hồi nãy em nghe anh ông xã chị ổng chia sẻ, ổng nói một lần có mộ bể bể là ở đâu ta? Mộ bể mà có ông bảy mấy tuổi một lần cho ảnh thấy á. Không biết cái mộ nào nữa. Ảnh chỉ cái dầu luôn lấy bên đây trời. Vậy hả? Ừ, mà đi hoài không thấy. Hình như bên kia kìa có cái cây nó mọc ở trên mã luôn á. Bên đằng kia kìa. Lúc bên kia lần hả? Dạ. Gần nhà người ta hả? Dạ. À. Đó đó có cái đường đi vô nhà người ta đó. Dạ. Cái mộ màu xi măng đó. Dạ. Dạ. Dạ, như vậy là phải đi qua cái dãy nhà này. Dạ. Mới tới, mới thấy. Dạ. 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 Dạ thôi em cảm ơn nha. Dạ. À, biết không, mấy ngày đâm cư đâm ma không có làm gì được đó. Tôi nói đi làm đi cho đem cỏ cho nó chết cỏ. À. Vậy đó. Đâm cơ tới đâm ma. Nhậu không hả? Nhậu không à. À, bởi vậy bữa nay sợ vợ phải rồi. Bởi vậy làm trật với vợ phải rồi, bị vợ gầy. Tội nhậu. Ở đây tính ra chủ đất họ mua rồi, họ cho bà con người dân tộc, bà con nghèo đó, trồng hoa màu. Họ không lấy tiền luôn cả nhà. Mấy năm đầu mình nghe nói là họ lấy tiền nhưng mà thời gian gần đây họ không có lấy. Cái này là họ đang trồng chắc có thể là đậu bắp các bạn. Còn ông chú của họ trồng đậu que, hôm nay không biết có thu hoạch chưa ta? Sao rồi, đâu quay không gầy thu hoạch chưa cháu? Bên đây thu hoạch rồi hả? Được nhiêu ký? Thì ngon rồi, đâu quay hai mấy ngàn là có giá phải không? Ừ. Mà 1 ký cũng nhiều lắm á. 1 ký bẻ cũng chua lắm á chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Bẻ mướn hay sao chú? Vậy hả? Từ 1 giờ tới 5 giờ không gọi á. Vậy hả? Có mấy clip vậy hả? Cái bữa nằm mà thấy nhiều á. À. Thấy ít tiền dễ bẻ hơn. Tưởng có mướn rồi em bẻ phụ chứ. Còn vụ này là mình trồng gì? Đậu bắp. Đậu bắp. Ừ. Đậu bắp dễ ăn ha. Dạ. Mà hổm có ông bắt chim bắt cu không biết có bắt dính được con nào hay không biết.
rồi hỏi cái ông chú mà bắt chim bắt cu là ở đây nè cả nhà, ông canh con cu đây nè, mà không biết bữa đó có bắt dính hay không nữa. Dưa leo nó chín rồi bắt đầu nó chuyển qua cái màu giống như y hệt như dưa gang các bạn. Ôi má ơi, con ốc bu nó to khủng khiếp. Cái con chim mập bự mệt á, nó đem lên nó ăn đó các bạn. Tới chỗ lá. Chỗ lá bên đây các bạn. Gì ta? Trời, bên đây mình mới nghe sụp sẹt ở trong này các bạn ơi. Không biết ở trong này có hiện tượng tâm linh hay không. Tại vì cô gái mà áo đỏ là người gọi họ ở đây nè. Hôm nay thì dáng vẻ hình như là không thấy. Bữa hổm mình để hộp cơm đây cho chim với chuột nó ăn gần hết nè các bạn. Thấy gì đâu ta? Vậy thôi bây giờ mình sẽ lấy đồ ra cúng kiến rồi mình cầu cô gái đó ra giúp cho họ đi về chùa. Nếu mà có duyên gặp được họ mới giúp được nha cả nhà. Không biết hôm nay cúng kiến rồi có gặp được cô ấy hay không nữa. Vậy thôi bây giờ cúng lại đi. Không chắc có thể là đông người á, rồi bắt đầu ồn ào quá, họ không có ra hưởng đồ cúng được các bạn. Thì hôm nay tôi đến chợ lá ngoài giữa đồng, tôi mời tất cả các vong linh
và mời vong hồn cô gái. Thì rồi tôi đến đây tôi đã gặp cô á. Cô có thể xuất hiện và cô dùng cơm đi ha. Thì ok, mình đi ra bên ngoài ngồi chơi các bạn ơi. Lấy cái mic ra luôn. Mấy cái vong mà nói chuyện cũng được, nguy hiểm. Để cái mic mất cái báo nữa. Rồi họ mất hết bộ rồi. Mất hết một cái chứ. Bộ ba cái mất một cái các bạn. Rồi con Linh hưởng đi. Bữa hổm sao mà biến mất tiêu vậy? Bữa đó dùng rồi chưa cô? Ừ. Rồi tôi giúp cho cô đi về chùa nha. Ừ. Rồi cái việc mà người ta đã đào mộ hoặc mộ của mình gì đó thì mình đừng có nhớ nha.
ta lấy, người ta lấy vàng lấy vòng ta cũng xài hết rồi. Thôi bây giờ về chùa để tu lành tu hiền để sớm được chuyển kiếp ha. Rồi chắp tay lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay mình cố tình đến đây để tìm vong hồn đó các bạn. Rồi trúng kiến này cũng cầu cô ra được, mình mới giúp cho cô đi về chùa rồi. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Máy bay cả nhà.